Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chị ông no 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 no, chị bay đi đâu đi đâu. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Chỉ có trong Minecraft thôi nha. Đó, Phong chỉ đẹp trai nhất trong Minecraft thôi nha. Ok, thì hôm nay nè bạn ơi, mình đã quay trở lại để làm thêm một video mới cho các bạn xem ở đây. Mấy bạn có biết tại sao mấy ngày hôm nay Phong không ra video mới cho các bạn xem không? Là bởi vì là mấy ngày nay Phong đang bận đi quay MV mới các bạn ơi. MV mới á nha. Và sắp tới Hero Team sẽ có một MV mới rất là hay cho các bạn xem luôn. Các bạn nhớ chờ để xem cái MV đó cùng với Hero Team nha mọi người. Ê mà khoan, tính ra là cũng đã lâu lắm rồi, hình như là Phong chưa ra tập mới của Tôi Là Phù Thủy Mạnh Nhất thì phải. Cho nên là mấy bạn cho Phong xin lỗi nha. Bởi vì là Phong bận đi quay MV á, cho nên là Phong chưa có ra tập mới được. Phong hứa với bạn là ngày mai sẽ có tập mới cho các bạn xem nha. Ok, bạn nhớ cày view ủng hộ cho Phong nha bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, thôi bây giờ mình phải về nhà thôi, từ từ. Mà khoan, tính ra là bình thường mình về tới tận nhà là em bé Sammy mà nghe thấy giọng mình là sẽ chạy ra ngoài để đón mình mà ta. Sao điện hôm nay lại không thấy ai vậy trời? Cái gì kỳ vậy? Sammy ơi. Ủa, hình như Sammy đi đâu mất tiêu rồi bạn ơi. Đâu, mình vào nhà mình xem coi. Hù. Ủa, tính ra tôi chạy vào nhà tôi hù luôn mà cũng không thấy ai luôn mấy ông ơi. Cái gì kỳ vậy? Ủa, vậy rốt cuộc là em bé Sammy đang ở đâu ta? Từ từ, để mình để cái túi mình ở chỗ này đã, đóng cửa lại nè. Ồ, cái gì đây? À, đây là những bức tranh mà em bé Sammy vẽ nè các bạn. Trời ơi, vẽ đẹp quá ha. Cái gì đây, hình con creeper nè, hình ngôi nhà nè. Trời ơi, đẹp dữ ta. Wow, wow, wow. Ủa mà khoan, tính ra là giờ này chỉ mới có 5 giờ chiều thôi mà em bé Sammy đi đâu rồi mà sao chưa thấy ta? Ủa, à, có khi nào là em bé Sammy đang ở trong nhà tắm không ta? Ủa khoan, không có luôn. Ủa, tại sao vậy? Ở trong phòng cũng không có mà trong nhà tắm cũng không có luôn. Ủa, vậy có trong nhà bếp không? Trong nhà bếp không có luôn bạn ơi. Ủa, vậy rốt cuộc em bé Sammy đi đâu trời? Tính ra là em bé Sammy chỉ mới là em bé thôi, làm sao đi ra ngoài được? Chẳng lẽ là em bé Sammy đã bị bắt cóc rồi sao? Trời ơi, có khi nào là bị bắt cóc không trời? Trời, mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy em bé Sammy đâu không? Mấy bạn nhớ nói với Phong biết nha. Trời trời, ủa, có khi nào là em bé Sammy đi ra ngoài chơi xong bị bắt cóc không trời? Giờ sao đi trời ơi, rốt cuộc giờ phải làm cách nào để kiếm lại em bé Sammy đây các bạn ơi. Ủa, cái gì đây? Ủa, cái nắp gì đây hả? Một cái căn hầm. Ủa, mấy bạn ơi, tính ra trong nhà tôi có căn hầm bí mật khi nào mà sao tôi không biết vậy các bạn? Ủa, từ trước giờ tôi nhớ tôi đâu có xây căn hầm bí mật trong nhà tôi đâu ta. Cái gì vậy? À, hay là căn hầm bí mật này là do em bé Sammy xây mấy bạn? Ồ, thì ra là như vậy. À, hóa ra núp bên dưới đây à. Đâu, để mình chui xuống mình kiểm tra coi. Ấy, ủa, không có ai luôn bạn ơi. Ủa mà khoan, tại sao bên dưới căn hầm bí mật lại có vàng máy tính nè, rồi có thêm gì đây, mấy cái bình chế tạo thuốc rồi nữa các bạn. Trời, cái gì mà nhiều thứ bên dưới vậy? Ủa mà khoan, vậy rốt cuộc bây giờ ở bên dưới căn hầm bí mật cũng không có em bé Sammy luôn, vậy em bé Sammy đang ở đâu các bạn? Ủa gì kỳ hay? Ủa, cái gì kỳ hay? Chẳng lẽ là bị bắt cóc thiệt rồi hả mấy bạn? Ủa, mà khoan, để mình kiểm tra coi nhiều khi xung quanh đây nó có một cái gì đó manh mối nữa bạn, để mình kiểm tra thử nha. À, hai cái bức tranh này nhìn khá là nghi ngờ nữa bạn ơi. Bạn coi nè, bình thường nha, khi người ta mà gọi là treo cái bức tranh lên tường á là người ta sẽ treo cao cao vậy nè, còn bức tranh này lại nằm ở bên dưới đất. À, chắc chắn là có điều gì bí ẩn ở đây. Để mình thử nha bạn, mình sẽ thử mình đi qua thử coi. À, có dấu gì bên đây không? Ồ, không có dấu gì hết bạn ơi. Còn bên đây thì sao? Ê, ủa gì vậy? Ủa trời ơi. Ui, thôi bạn ơi, bạn coi nè, mình có thể đi xuyên qua được bức tranh đó bạn ơi. À, thì ra đằng sau này có một căn hầm bí mật. Ôi, em bé Sammy này ghê nha. Không chỉ bên dưới này có căn hầm bí mật mà trong căn hầm bí mật có thêm một căn hầm bí mật nữa bạn ơi. Kỳ trời. Ok, thôi để mình đi qua mình xem thử coi. Trời ơi trời, tôi không ngờ là trong lúc tôi đi quay MV, em bé Sammy ở nhà xây nguyên căn hầm bự như thế này luôn á bạn. Ủa, cái này là gì đây? À, vậy có nghĩa là bây giờ là mình sẽ phải vượt qua những cái thử thách này để gọi là mình kiếm được cần gạt, mình mở cửa để mình qua bên cái map tiếp theo bạn ơi. À, hóa là như vậy. Ui trời, tính ra là em bé Sammy giỏi rồi ha, xây nguyên căn hầm bí mật rồi có thêm mấy cái thử thách nữa nè. Ê, ok, bây giờ mình sẽ thử mình vượt qua mấy cái thử thách này để mình coi. Ê, rồi xong té rồi. Mình sẽ thử mình vượt qua mấy cái thử thách này để mình coi bên trong cái gì ta, căn phòng cuối cùng nó có gì nha các bạn nha. Ok, vượt qua nè. Hey, trời gì chứ mấy cái bắt cua này dễ ẹt. Ok, rồi đã qua nè. Mở rương coi có cần gạt không.
À đây, thấy cần gạt rồi bạn ơi. Ok, bây giờ là mở cửa qua phòng thứ hai nào các bạn. Để coi coi phòng thứ hai là có gì nha bạn nha. Trời, cái gì vậy? Cái gì đâu mà trong đây nhiều tủ sách quá vậy trời. Ừ. Mình hiểu rồi các bạn ơi. Ở trong căn phòng tiếp theo này là chúng ta sẽ phải mở từng cái rương này để kiếm ra cần gạt các bạn ơi. Trời, cái này dễ, để coi coi. Này, cái này không có nè. Cái này cũng không có luôn. Ủa, sao không có rương nào có vậy ta? Đâu, để mình đi thử cái rương này coi. Ủa, không có luôn bạn ơi. Vậy rương này coi có không? Không có luôn. Rương này cũng không có. Yêu cuộc là rương nào có đây trời. Hay là như mình mới thấy. Đây, thấy rồi. Trời. Tính ra tôi bị cận từ ở bên ngoài đời thật cho đến trong game tôi cũng bị cận luôn mấy ông ơi. Giờ tôi đi ngang qua tôi thấy cần gạt mà tôi không biết luôn á. Ok, giờ tôi sẽ mở cửa tiếp nè. Coi coi tiếp theo là gì đây. Nguyên một cái hồ bơi luôn bạn ơi. Trời đã vậy trời. Bơi liền. Ôi, tính ra là mình đi quay MV nguyên một tuần lễ mình không được tắm mấy bạn ơi. Bây giờ về nhà xong có nguyên hồ bơi luôn, tắm thôi. Một khoan từ. Tính ra nhiệm vụ của mình từ nãy giờ là mình phải vượt qua mấy căn phòng này để mình đi kiếm em bé Sammy mà chứ phải đến đây để tắm hồ bơi đâu chạy. Quên. Lại. Rồi, một khoan. Tại sao ở đây nó lại nuôi cá luôn vậy ta? Trời, nhiều cá quá nè các bạn. Sẵn đang đói để mình làm thịt mấy con cá này ăn coi. Mấy con cá mô hình á, sao mình quýnh nó không được ta? Ôi được nè. Ôi mà khoan. Thôi, chắc không quýnh đâu, mấy con cá này tội nghiệp lắm bạn ơi, quýnh nó tội nghiệp lắm. Bây giờ mình sẽ xuống mình kiếm cần gạt nha. Mà bên dưới này nó có mấy cái rương nữa bạn. Nhiều khi là cần gạt được giấu trong mấy cái rương này nè. Cái này là không có nè, để mình bơi qua cái bên đây coi. À, trời ơi, tính ra là em bé Sammy này xây đẹp dữ ta. Xây bên dưới có cả san hô nữa bạn, rồi cá bơi được kiểu nhìn đẹp vãi. Ok, coi cái hồ bơi này coi. À đây. Trong cái rương này có cần gạt nè. Rồi. Phát hiện ra được cần gạt rồi các bạn ơi. Cái gì vậy? Chết đuối. Bơi lên. Trời, tôi quên mất. Tôi mà ở bên dưới nước nhiều quá là tôi sẽ bị chết đuối bạn ơi. Bởi vì tôi là linh vật của tôi là cá heo nhưng mà tôi lại không biết bơi mấy bạn ạ. Cho nên là ở bên dưới nước nhiều là tôi sẽ bị chết đuối. Ok. Rồi tôi sẽ mở cần gạt ra nè. Căn phòng tiếp theo là gì đây? Rồi. Tại sao căn phòng tiếp theo lại quá trời lava vậy các bạn? Quá trời lava luôn bạn ơi. Kiểu này mà rơi xuống dưới là tôi sẽ trở thành một con heo nướng luôn á các bạn. Trời, à quên, cá heo nướng nha. Tôi là cá heo chứ không phải là con heo nha các bạn nha. Ok, rồi. Khoan, bây giờ là cách nào để vượt qua được? Chẳng lẽ là bây giờ mình sẽ phải nhảy từ bên đây qua bên kia luôn hả ta? Đâu có thấy cái cầu thang hay là mình đâu có thấy một cái cây cầu nào đâu trời. Kỳ á, giờ sao qua trời. À hiểu rồi, mấy bạn coi mình rồi nha. Mình hiểu rồi. Chắc là gọi là Sammy thấy chân mình dài quá, chân mình 1m8 cho nên là Sammy quyết định là xây cái này ra cho mình nhảy một phát qua bên kia các bạn. Bạn coi mình này nha. Đấy. 1 2 3. Rồi là xong, chơi ngu luôn. Ai, trời ơi bạn ơi, pha vừa rồi mình đúng chơi ngu luôn á bạn. Nghĩ sao mà có thể nhảy từ bên đây qua bên kia được. Trời ơi, tôi bị gọi là ảo tưởng sức mạnh này các bạn ơi. Ủa vậy giờ rốt cuộc làm cách nào qua đây được ta? Ủa gì vậy? Ủa? Các bạn ơi, mấy bạn nhìn nè. Ủa sao tự nhiên Phong lại có thể đứng được ở trên lava vậy trời? Ủa? À, thì ra là có một cái con đường tàn hình mấy bạn ơi. Mình sẽ đi trên con đường đó. À trời, làm tôi từ nãy giờ tôi không biết. Tôi cứ tưởng là mình sẽ gọi là nhảy tới bên đây qua bên kia chứ. Ai dè đâu là có một cái cây cầu tàn hình. Trời, ok. Bây giờ mình chỉ cần đi theo cái cây cầu này là qua được đúng không? À, đi qua đây nè phải không? Rồi, qua bên đây, vòng qua đây. À, mình cứ đi chậm thôi bạn ơi, coi chừng té. Ủa trời, quá đơn giản. Ok. Mấy, chỗ này là cục rồi bạn ơi, đường cục rồi. À vậy mình sẽ nhảy từ đây qua kia đúng không? Ok. Qua được rồi, cứ tưởng té nữa rồi chứ. Ok. Trời ơi, tính ra em bé Sammy này xây mấy cái bẫy ghê thiệt chứ. Ủa mà khoan, chỗ này không cần cửa bạn ơi, đi qua luôn. Ok, đi qua nè. Ủa. Rồi sao căn phòng tiếp theo nhìn trống trơn không có gì hết vậy? Ủa cái gì đây? Cái rương. Trong cái rương này có rất là nhiều mũi tên và một cái cung tên các bạn ơi. À hiểu rồi nha. Vậy là mình sẽ dùng cung tên để mình bắn cái nút ở bên kia nữa các bạn, là mình sẽ mở được cửa. Trời, nói thiệt với các bạn luôn nha, Phong cận chơi game rất là lâu rồi, cho nên nói thiệt các bạn, trình độ gọi là bắn cung của Phong có thể nói là siêu phẩm luôn rồi. Bắn phát dính liền luôn các bạn coi nè. Một phát thôi nè, ăn luôn nữa các bạn coi nha. Ôi chà. Ôi trời ơi. Cái gì cây vậy? Game lắc quá à. Tôi không biết gì hết nha. Cái này do game lắc nha, chứ không phải là do tôi bắn dở nha. Cái này do game lắc á. Trời ơi, game lắc quá à. Để bắn lại coi. Hey. Đó, thấy chưa, cửa mở rồi nè. Ghê chưa. Dính luôn. Trời ơi. Thấy không? Nãy là do game lắc thôi chứ nó tôi mà gọi là sao ta? Tôi mà tập trung xíu bắn phát là được liền, hiểu không? Đấy. Ok. Rồi tiếp theo là gì đây? Trong đây nhiều cần gạt quá vậy. Còn đây có một cái cửa nè. Giờ mình phải làm gì đây?
À, sao trên đây nó có những con số nữa nè bạn ơi. À, vậy là cái cần gạt này là số 1, cần gạt này là số 2, này số 3. À, vậy là mình sẽ phải giải câu đố mấy bạn ơi. Ok ok, để xem coi. À, câu đố thứ nhất, 1 với 1 bằng mấy hả? Ủa, sao tự nhiên lại câu đố dễ quá bạn? 1 cộng 1 bằng mấy? Ủa sao câu đố dễ quá? Ta tính ra là phải cho câu đố nào đó nó khó khó tí, chẳng hạn như là câu đố hóa học đồ cái kiểu cho nó khó khó tí, câu đố dễ vậy. 1 cộng 1 bằng 2 chứ bằng mấy nữa? Ờ đúng rồi ha, tính ra đây là căn hầm bí mật của em bé Sammy mà. Thì em bé Sammy còn nhỏ mà đâu có biết tính đâu bạn, chỉ biết tính 1 cộng 1 bằng mấy thôi. Ok rồi, 1 cộng 1 bằng 2 nè. Ok, tiếp theo 2 thêm 2, ôi trời, quá đơn giản. 2 thêm 2 bằng 9. Giỡn thôi. 2 thêm 2 bằng 4 nha. Tôi không có ngu, tôi không ngu nha nha. Ok, rồi tiếp coi. 4 với 1 bằng mấy? Ôi trời, quá đơn giản. 4 với 1 là bằng 5. Đây, nè, bây giờ là 2 nè, 4, 5. Rồi ok. Cái cuối cùng là gì đây? Hero team có bao nhiêu người? Ủa khoan, sao câu đố gì đâu mà nó lãng nhách vậy bạn? Tự nhiên đang đố là 1 cộng 1 mấy, 2 cộng 2 mấy, giờ tự nhiên chuyển qua hero team có bao nhiêu người? Để mình tính coi. Hero team mới vừa có bạn Mimi gia nhập nữa thì sẽ có 8 người các bạn ơi. À ok, 8 người nè. Gạt cần gạt nè. Ủa, sao tôi chưa thấy chuyện gì xảy ra hết vậy các bạn? Ủa, tính ra tôi mở đúng rồi mà sao nó chưa mở cửa cho tôi nữa? Ủa, gì kỳ vậy? Ủa, chẳng lẽ là tôi đã làm sai chỗ nào hả ta? Mấy bạn ơi, mấy bạn thấy Phong làm đúng không các bạn? Tính ra là mấy cái bài này dễ ẹt luôn á, mà tôi còn làm sai nữa là tôi chịu luôn nha. 1 với 1 là bằng 2 à, đúng rồi nè. 2 x 2 bằng 4. Ủa, đúng luôn rồi nè. 4 với 1 là bằng 5. Ủa, đúng luôn. Hello team có bao nhiêu người? Ờ, hello team có 8 người. Ủa, tính ra đúng rồi mà ta. Sao tự nhiên là không được ta? Ủa, gì kìa? Trời, ủa, sao tự nhiên bên đây nó lại xuất hiện một cái bảng đó nè bạn. Trời ơi, tính ra nó giấu câu hỏi bên đây bạn ơi. 5 với 5 bằng mấy? Trời, 5 với 5 bằng 10. À, vậy là gạt cái này ra mở cửa đúng không? Trời ơi bạn ơi, tính ra là này chơi cú lừa các bạn ạ. À, tính ra tôi đã bị cận rồi mà còn giấu tấm bảng trên đây nữa, ai thấy được. Trời ơi, chơi kỳ trời. Ok, để qua coi phòng tiếp theo là gì đây. Ủa, sao có cái xe nó chạy vòng đây ta? Ok, để mình đi qua. Ủa, sao mình đi qua không được các bạn ơi? Trời, tính ra là mình bị kẹt ở đây, mình không đi qua được các bạn ạ. À, ồ, thì ra trước mặt mình là có một cái bức tường tàn hình mấy bạn ơi. Ủa, vậy làm sao giờ mình qua được ta? Hiểu rồi mấy bạn ơi. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ cho cái xe này chạy qua đây rồi mình ngồi lên xe là được đúng không? Rồi, ngồi lên xe nè. Rồi, đi thôi. Đi thôi. Ủa, tôi thấy gì sai sai mấy ông? Sao cái xe đang chạy thì tôi ngồi lên cái đầu cái xe nó không chạy luôn vậy? Chẳng lẽ tôi mập quá nữa mà xe nó không chạy luôn hả mấy ông? Không gì kỳ vậy? Không, thử lại coi. Được rồi nè. Trời ơi, làm sao muốn chết à. Giờ tôi phải chờ cho nó chạy nguyên vòng này xong rồi tôi mới qua bên được phòng tiếp theo hả trời? Gì khó dữ vậy? Ok, đi nhanh lên xíu đồ ôm xe. Mày đi chậm quá vậy. Ôi, quay xuống nè. Ok, ôi trời, may quá bạn ơi, cuối cùng thì cũng đã xuống được rồi. Rồi, căn phòng tiếp theo là gì đây? Ủa, căn phòng tiếp theo tới thui rồi, không thấy gì hết trơn vậy. Ủa, không có gì trong đây luôn bạn ơi. Ủa, vậy giờ mình phải làm gì tiếp theo đây trời? Tôi thấy có cái cửa ở đây đáng nghi quá nè anh em ơi. Một cái cửa là bằng vàng luôn các bạn ơi. Xịn giữa ta bằng vàng luôn nè. Rồi còn ở đây nè, nó có bức tường màu hồng, nó khác với bức tường bằng gỗ ngoài đây. Có khi nào bên trong đây là kho báu không các bạn? Trời ơi, kho báu. Wow, có khi nào Phong sắp trở thành đại gia giàu nhất thế giới không? Bởi vì trong đây sẽ có kho báu. Ok, từ để mình vô xem coi. Vậy là kỳ này mình giàu to các bạn ơi. Mình sẽ mua được Lamborghini, mình sẽ mua được biệt thự, mình sẽ gọi là đi qua gì ta, đi du lịch vòng quanh thế giới luôn các bạn ơi. Ok, vậy là sắp có kho báu rồi nha. Ok, mở cửa nào. Ủa, sao kho báu gì đâu mà toàn bóng bay không vậy trời? Ủa, tính ra là tôi tưởng là tôi mở cái cửa này ra là ở trong đây sẽ là một đống vàng, bạc, châu báu, kim cương bên đây chứ ai dè đâu không có gì hết chị. Ủa, rồi còn gì đây? Ủa, cái này là cái giường ngủ mà. Ủa, khoan. Trời ơi, bay bạc ơi. Hóa ra là cái em bé Sammy đang nằm ở bên dưới đây ngủ mấy bạn ơi. Ủa trời, tính ra là bả nằm ngủ thôi, bả làm gì bả chui xuống tận căn hầm bí mật, vượt qua biết bao nhiêu là thử thách thì mới xuống đây được vậy trời. Ủa, gì kỳ vậy? Trời ơi trời, mà tính ra là bả ngủ nhìn cái mặt bả dễ thương không kìa. Trời ơi, ngủ hai cái má hồng lên kìa, trời ơi, dễ thương dữ ha.
Trời ơi bạn ơi, làm cho mình từ nãy giờ cứ tưởng là mình đang đi kiếm kho báu. Mình tưởng là mình sắp giàu rồi, mình sắp trở thành đại gia rồi, kiếm được nhiều kho báu, nhiều kim cương rồi, ai về đâu. Chỉ là một căn phòng với một cái giường nằm ngủ như thế này thôi sao trời. Hóa ra đây là căn phòng màu hồng của em bé Sammy sao. Hay, mà thôi kệ. Nói chung là tôi không cần vàng bạc kho báu hay gì đâu. Đối với tôi, đây chính là cục vàng của tôi rồi. Nè Sammy à, Sammy là cục vàng gọi là quý giá nhất của tôi nè. Tôi thương Sam nhất trên đời luôn á mấy ông. Ôi trời, hay, tính ra là vượt qua bao nhiêu thử thách, hóa ra là bà Sammy bà không bị bắt cóc mấy bạn ơi, mà em bé Sammy là chui xuống dưới đây nằm ngủ nhá. Trời ơi trời. Thôi rồi, bây giờ mình để cho bà ngủ đi. Mệt quá, nhìn bà ngủ dễ thương quá mà tôi cũng không nỡ kêu bà dậy nữa. Trời ơi trời. Ok bạn ơi, vậy là hôm nay mình đã cùng với bạn, chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu thử thách, vượt qua biết bao nhiêu mọi trắc trở ở bên dưới căn hầm bí mật. Và cuối cùng chúng ta đã phát hiện ra đây chính là căn hầm bí mật của em bé Sammy. Và em bé Sammy không hề bị bắt cóc nha các bạn nha. Tôi cứ tưởng bị bắt cóc chứ ai về đâu chui xuống đây nằm. Trời ơi trời. Mà mấy bạn ơi, mấy bạn thấy căn hầm bí mật này thế nào, có hay không? Và các bạn thấy em bé Sammy có dễ thương hay không? Nhớ bình luận cho Phong biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của em bé Sammy, đăng ký cho Sammy và đăng ký ủng hộ cho tất cả thành viên của Hero Team nữa nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Yêu anh em quá trời. Bye bye nha.